Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục đi hướng dẫn các bạn làm cái project về Paradise Resort. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tiếp tục làm cái hiệu ứng drone. Thì khi mà nút do cái button này thì tôi muốn là nó drone xuống cái phần section main content. Ví dụ như cái project của tôi đây, tôi nick drone này, đó thì nó sẽ drone đến cái phần main content như vậy. Đó, thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm hiệu ứng drone. Thì cái project này thì nó tiếp tục ở mấy cái bài trước như là hướng dẫn làm hiệu ứng đổ bóng với radiant CS, rồi hiệu ứng test với lại CSS này, rồi hiệu ứng sóng biển này. Thì các bạn nào mà chưa coi mấy cái video này thì có thể vô cái kênh YouTube học lập trình online của tôi và coi mấy video này trước. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng drone. Ở đây thì tôi sẽ mở cái IDE lên và tôi bắt đầu viết code này. Thì đầu tiên thì tôi cũng có thẻ section, tôi sẽ có một cái section nữa. Cái section này tôi sẽ cho nó cái class là bằng section main content. Rồi theo thì tôi sẽ có cái thẻ div này tôi sẽ cho nó cái class là bằng container. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thẻ div bên trong. Rồi tiếp tục thì tôi lại có cái thẻ div bên trong nữa. Rồi tiếp tục tôi có thẻ div nữa. Thì thẻ div này thì tôi sẽ bên trong thì tôi sẽ cho nó cái div này tôi sẽ copy xuống này, tôi sẽ có thêm hai cái thẻ div nữa. Rồi bây giờ thì bên trong cái thẻ div này, bây giờ thì ở bên trong cái thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái thẻ span. Span này tôi sẽ cho nó cái value là bằng 60 này. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ có cái 60 là 60 mét vuông này, tôi sẽ cho cái giá trị này m như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ thêm số 2 như vậy là 60 mét vuông này. Rồi tôi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt và tôi refresh lại này. Đó thì bây giờ nó show tôi cái 60 mét vuông ở đây này. Nó đang bị che che mất khuất mất này, thì tôi sẽ đi chỉnh style để cho nó chỉnh cái content nó ra giữa, thì tôi sẽ đi làm cái sau. Thì tôi sẽ có cái class là container này, tôi sẽ copy cái class này. Đây, tôi sẽ cho nó cái style ở đây. Thì container tôi sẽ cho nó cái width là bằng 1200 pixel. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó cái padding top, tôi sẽ cho là 5 pixel. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái margin bằng auto. Rồi tôi click cho save này. Đó thì bây giờ nó đã chỉnh cái content ra giữa tôi như vậy. Tuy nhiên này cái 60 mét vuông thì cái số 2 này tôi muốn để cho nó chỉnh cho nó lên phía trên, thì tôi sẽ đi chỉnh như sau. Thì ở cái chỗ số 2 này thì tôi sẽ có thêm cho nó một cái thẻ sub, sử dụng cái thẻ sub và tôi sẽ bao cái thẻ sub ở bên ngoài cái số 2. Đó, tôi sẽ sử dụng cái thẻ sub như vậy. Rồi tôi vô save này. Rồi bây giờ tôi refresh lại này. Đó thì các bạn thấy là cái số 2 nó đã show ở bên trên cho tôi như vậy. Rồi theo thì mấy cái thẻ div này tôi tương tự là tôi cũng có thẻ span. Cái thẻ span này thì tôi sẽ cho nó cái value là 02 này. Và cái chỗ bên ngoài nó thì tôi sẽ có cái adult là người lớn này. Đây. Rồi và này tôi sẽ cho là cái chỗ này tôi sẽ cho là 01 là trẻ em này, 01 child này, bên ngoài tôi sẽ cho nó cái child này.
Tôi theo thì cái deep in cuối cùng này tôi cũng cho nó về span rồi này, và tôi sẽ cho nó là 01 king bed, là giường giường ngủ, rồi tôi vô say này, rồi tôi defect này này. Đó thì các bạn thấy cái content nó sâu như vậy thì cái phần style CSS thì tôi sẽ chỉnh nó sau. Rồi tiếp theo sẽ thêm cho nó cái thẻ deep bên dưới này. Deep bên dưới này tôi sẽ cho nó một số cái test. Tôi sẽ sử dụng thẻ B này. Đó, thì chẳng hạn như ở đây nó có một số cái test như vậy. Tôi sẽ copy mấy cái test này qua này. Đây, tôi sẽ để mấy cái test nó vô đây như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi copy cái dòng này. Tôi vô save này. Rồi tôi quay lại cái trang của tôi này, tôi refresh lại này. Đó thì bây giờ nó đã có hai cái dòng paragraph như vậy. Hai cái đoạn paragraph như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có một cái thẻ div khác bên dưới nữa. Thì trong thẻ div này tôi sẽ có một cái thẻ img để sau lên cái hình. Tôi img tôi sẽ cho nó cái attribute là src và tôi sẽ cho nó duyệt cho cái đường dẫn với cái folder image này. Và tôi sẽ sau lên cái hình img7033 này. Rồi tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ defect lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy nó cái hình nó sâu lên như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi hướng dẫn các bạn chỉnh mấy cái style CSS để cho nó đẹp. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn như sau. Vừa nãy thì tôi đã hướng dẫn các bạn viết cho cái container rồi. Rồi theo thì mấy cái thẻ div này tôi sẽ cho nó cái class bằng row này. Rồi theo là tôi sẽ cho nó cái class là test center này. Nó để nó căn chỉnh test ra giữa này thì tôi sẽ cho có cái class là test center này. Rồi tương tự thì tôi sẽ copy cái class này và tôi sẽ xuống và tôi cho luôn mấy cái div này vì nó có style tương tự thì tôi sẽ copy xuống cho mấy cái thẻ div này. Cái cuối cùng thì tôi không cần cái test center, tôi sẽ bỏ đi. Rồi tôi sẽ qua cái file style và tôi sẽ viết style cho nó này. Tiên là cái class là row này. Tôi sẽ cho nó là cái margin này. Đó, thì tôi sẽ cho nó margin top và bottom là 50 pixel. Đó, neckline là 0 pixel này. Rồi tôi cho size này. Rồi cho tôi defect lại này. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái class nào bằng test center. Class test center tôi sẽ viết style như sau. Tôi sẽ cho nó cái test online là bằng center. Rồi tôi đi cho size này. Rồi cho tôi defect lại này. Đó thì các bạn thấy là cái content nó căn lại cho tôi ra giữa như vậy. Rồi tiếp theo thì cái hình này nó bự quá thì tôi sẽ chỉnh lại cho nó vừa với lại cái trang giao diện của tôi thôi. Thì tôi sẽ chỉnh như sau. Thì ở đây tôi có cái class row này, tôi đến thẻ img thì tôi sẽ có cái row này. Rồi theo thì tôi sẽ có cái img ở đây như vậy. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái quick là bằng 1200 pixel. Rồi theo tôi cho cái height là bằng 500 pixel. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái tính là object fit thì tôi sẽ cho nó cover. Rồi tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ refresh lại trình duyệt này.
Đó thì cái hình bây giờ nó đã vừa bạn với lại cái trang giao diện của tôi rồi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ chỉnh chữ tay cho mấy cái chỗ giá trị của mấy cái thuộc tính về cái phòng. À, ví dụ phòng là 60 mét vuông, rồi hai người lớn, một trẻ em, rồi một giường ngủ, king bed này. Thì tôi sẽ đi các bạn dẫn các bạn chỉnh chữ tay như sau. Thì cái chỗ thẻ deep này tôi sẽ cho thêm nó cái class là bằng room attribute chẳng hạn. Đó, và tôi sẽ đi viết chữ tay cho cái class room attribute này. Cái room attribute này tôi sẽ cho nó display, thì tôi sẽ cho nó bằng flag. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái flag relation, thì tôi sẽ cho nó hiển thị ở trên một hàng. Rồi bây giờ tôi đi phép lại này. Đó thì các bạn thấy nó đã hiển thị trên một hàng cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính flag wrap, thì tôi sẽ cho là low wrap. Rồi tôi cho size này. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái font size, thì tôi sẽ cho là 20 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái content nó ở giữa, thì tôi sẽ cho nó cái này justify content, tôi sẽ cho là center. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái height, tôi sẽ cho là 2.5 rem. Rồi tôi đi vô size này. Rồi tôi đi phép này này. Thì bây giờ cái content nó chỉnh ra giữa như vậy và cái phông chữ nó cũng chỉnh ra bự rồi. Tuy nhiên thì cái content mấy cái ở đằng sau này nó bị hiển thị sai, thì tôi sẽ đi viết style để chỉnh lại cho nó. Đó thì tôi sẽ có những cái class này sau. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái Match View, và tiếp theo tôi sẽ có cái thẻ sub này. Tôi sẽ cho nó cái không sai là bằng 0.75 rem. Rồi tôi cho size này. Rồi tôi defect này này. Đó thì cái số 2 này trông nó nhỏ hơn này. Rồi tiếp theo là tôi sẽ có cái room attribute và tôi sẽ có cái style cho cái thẻ deep. Thế tôi sẽ cho nó cái padding. Tôi sẽ cho là 0. Rồi tiếp theo là 2 rem. Đó, thì cái top và bottom thì tôi sẽ cho là padding 0, và cái nếp và ra thì tôi sẽ cho là 2 rem như vậy. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái height, tôi sẽ cho là 2.5 rem. Rồi tôi cho save này. Rồi bây giờ tôi thấy chỉnh lại này, thì phép thì thấy nó cái style nó căn lại cho tôi như vậy. Rồi theo thì tôi sẽ có cái room attribute, và theo thì tôi sẽ có cái thẻ deep này. Thẻ deep thứ nhất tôi sẽ cho là first try này, thẻ deep thứ nhất. Rồi theo là cái room attribute. Và tôi sẽ có thẻ deep này. Và tôi sẽ có cái thẻ 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 con thứ hai. Thì tôi sẽ cho nó cái position là bằng relative này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái room attribute này. Và tôi sẽ có cái thẻ deep tiếp, tôi sẽ chọn cái thẻ deep này. Và tôi sẽ có cái tôi sẽ copy chỗ này xuống.
Thì cái first try tôi sẽ có cho nó cái before. Rồi cái first try thì từ cái phần từ thứ hai tôi sẽ cho nó cái before nữa này. Rồi cái position thì tôi sẽ cho nó là bằng absolute. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái height là bằng 40%. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái top là bằng 30%. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái grind, tôi sẽ cho là 0. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái background, tôi sẽ là thằng ô công này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái width, sẽ cho là 1.5 pixel này. Rồi theo này tôi sẽ cho nó cái content này. Tôi sẽ cho là như vậy. Rồi thêm cho xây này. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này. Tôi refresh lại này. Đó thì bây giờ nó cho tôi thêm cái dấu ngăn ở giữa các phần tử như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ chỉnh cho mấy cái số này trông nó bự hơn. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì trong cái thẻ span này, tôi sẽ cho nó cái class là bằng number class. Tương tự thì tôi cũng copy xuống cho mấy cái thẻ span còn lại. Rồi tôi cho save này. Rồi bên này tôi sẽ viết style cho cái class là bằng number class. Thì cái class number class này tôi sẽ cho nó cái không sai là bằng 36 pixel. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái phong quay là 400. Rồi tôi cho save này. Rồi bây giờ tôi reset lại này. Đó thì bây giờ các bạn thấy cái mấy cái số trông nó bự lên rồi này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái hook roll. Click cho cái button này thì tôi muốn nó roll xuống bên dưới, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì ở cái thẻ section này thì tôi sẽ đặt cho nó một cái property nữa là ID này. Tôi sẽ cho là cái section 3 đi, hoặc là section main gì đó. Tôi sẽ đặt ID là section 3 đi. Rồi cái href này thì bên trên này tôi sẽ cho nó chọn tới cái ID của section 3 này. Rồi bây giờ tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi refresh này này. Rồi bây giờ tôi sẽ đi click cho cái button roll down này. Đó thì các bạn thấy là nó sẽ roll xuống cái phần content ở main content này. Đó. Rồi, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn sâu lên được cái main content và đồng thời cũng hướng dẫn các bạn làm cái hook roll. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Nếu mà bạn nào muốn học các khóa học lập trình thì các bạn có thể vô cái kênh YouTube học lập trình online của tôi, hoặc là vô cái website học lập trình online.net của tôi. Thì trong trang web của tôi thì tôi cũng có rất là nhiều cái khóa học ở các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như ở đây thì có các khóa học nổi bật này. Còn nếu mà các bạn là muốn xem tất cả khóa học thì các bạn có thể vô cái phần này để xem tất cả khóa học của tôi, hoặc là một số người khác người ta giảng dạy ở trên này. Đó. Thì bây giờ tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.